Cũng trong ngày 23 tháng 12, Hội cựu chiến binh thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị ban chấp hành Hội cựu chiến binh lần thứ 3 khóa 8. Năm 2022, Hội Cựu chiến binh thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác. Hội viên Cựu chiến binh trong toàn thành phố đã giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027 tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống giảm nghèo, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Năm 2023, hội tiếp tục tham gia vào công tác xây dựng và bảo vệ đảng, nhà nước, duy trì phát huy công tác chăm lo đời sống hội viên của chiến binh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể về việc giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, làm tốt công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, mở rộng quan hệ hợp tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh gắn giới việc nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ hội chiên cựu chiến binh trong toàn thành phố